trên nó xuống mảng đẹp quá, giờ hơi sáng rồi. No, that's like a tourist thing they know, huh? Oh, it's beautiful. Ở chỗ này nó cũng có biển ha. Well, I think we go exit 2 anyway, so... Yeah, but it's a nice viewpoint, right? What do they call it, viewpoint? Đúng rồi, thiên nhiên chứ ha. Viewing đồ chọc nó cũng có cái đẹp đó, đồ chọc. You want to turn around and get on there? Đá trực trực xuống, đẹp của cái đá. Hoover Dam Lake, Mid-Net gì đó. Tới rồi. Hồi nãy trên đồi nhìn xuống đẹp quá, không biết chưa thấy không ha. Put a big sign way before that. Boulder City. Em vẫn còn quay nè. Giống như đất đỏ vậy luôn. Oh, that was a nice view. Yeah. What do you say if I try to return to that viewpoint? Giờ tỷ nữ chạy vòng lại cái chỗ nãy coi có chỗ nào mình ấy không nha. Chị anh. Mình lên mình. What are you mumbling in the back on? I can't hear you. We should check on the way back. I think we should check now, not on the way back. We look from afar and then we come there and then we just go home. I think it's more exciting that way. We're getting down to the dam. Huh? We're going down to the dam. We are going down to the dam. Well, is that okay? Now he just go back to cái khôi nãy đẹp á. Ba muốn lại rồi mình nhìn cái chỗ đó nó có. It's a nice viewing area. Chỗ nào mới trở lại khôi khôi đẹp. Nó nằm ngay đây rồi con, có nghĩa là anh không có xa. Đi nốt lại. We have the viewing area along the freeway here of Lake Mead Reservoir. Mình xuống mình đó là mình thấy nhìn xuống đó đó, cái đập nó nằm dưới đó đó. Mình chỉ thấy vậy thôi chứ mình đâu có xuống dưới cái đập đó được đâu phải không? Được, hồi trước nó cho mình xuống đập. Mà nhìn làm như nó có tuyết vậy. Mà nhìn Alaska mà mình đi gần tới Hoover Dam thì trên đường đi có cái phôi nhìn về cái cảnh đẹp quá, gia đình tấp xuống. Đi vô chỗ này coi okay, ngắm cảnh xíu nha quý vị. Đó, 1 2 3 4 với mình nữa là 5. Giờ mình ra để thâu nè. Vô cái phôi này nhìn về cái cảnh rất là đẹp, mọi người cũng xuống thôi đây. Chỗ cái điểm dừng chân để mà quay cảnh chỗ này đẹp lắm quý vị ở đây. Ở Nevada chứ. Lake Mead nè. Mình quay cái này nè. Lake Mead Reserve. Đẹp ha. It's beautiful. Ai cũng quay phim chụp hình hết. Chả thấy làm như nó vừa Alaska mà vừa biển hồ, vừa không biết nó cảnh đẹp ha. Quá đẹp luôn trời.
thấy chưa, chứ thấy làm như mình đâu có xuống cái lách đó được phải không? Chỉ về thôi. Hồi mình xuống lên... mình thấy nhìn xuống đó, đó. Cái đập nó nằm như thế. Cái đập nằm nha. Chỉ thấy vậy thôi chứ mình đâu có xuống dưới cái đập nó được đâu phải không? Được. Hồi trước nó cho mình. Chế mà nhìn làm như nó có tuyết vậy, là nhìn vừa Alaska mà vừa hồ vậy. Giống cái mà đẹp quá. Đẹp. They can be armed or they can be used as a spy. Welcome to the surveillance. Security. Yeah, we're walking on the side of a freeway, I think, looking down at the dam. See, that's the freeway. Fast moving cars. Look at them. And there's the dam. Yeah, it's so high, it's kind of scary up here. Okay. Look at this. Look at this tower. It's angled out. Mình tới Nevada, Hoover Dam. Mình viếng thăm chỗ này. Quay quang cảnh xung quanh đây. Đồi núi không à quý vị ơi. Nắng nó nắng nóng luôn nha, nắng rát da. Nắng rát da luôn nha. Nha, cái dách này đẹp chứ. Chụp đứng nữa nha con, chụp đứng cho mẹ nè. Thank you.
Giờ là buổi chiều mình tới cái xem gì anh? Chỗ này xem gì? Xem thao hả? Kiếm chỗ ngồi, cái bench ngồi ăn, chỗ cái giường này đẹp quá nè. Giống như giường nhiệt đới. Ngay cái chỗ giữa của lòng khách sạn. Beautiful. Có cầu thang lên. Ngồi ăn nghỉ mát, lý tưởng ha.